Hân Hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Quý vị thân mến, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi từ lâu đã trở thành phong tục đẹp của người Việt Nam. Theo quan niệm của người xưa, muối là thứ mặn, chống xú uế, có thể xua đuổi tà ma và đem lại nhiều may mắn trong gia đình. Tuy nhiên, khi mua muối về, ít ai biết sử dụng đúng cách để phát huy tối đa hiệu quả của nó. Các chuyên gia phong thủy tiết lộ, qua rằm tháng giêng, chỉ cần rắc một nắm muối vào đúng chỗ này, gia chủ đổi đời giàu sang, tiền vàng ùn ùn kéo về. Chi tiết sẽ được Phú Quý Tài Lộc tiết lộ ngay sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. Ý nghĩa của muối. Trong đời sống thường nhật, muối giữ vị trí quan trọng, chỉ đứng sau gạo. Theo quan điểm phong thủy, muối mặn có tác dụng chống xú uế, xua đuổi tà khí, ma quỷ và mang lại nhiều may mắn trong mỗi gia đình. Cũng xuất phát từ câu tục ngữ gừng cay muối mặn, muối được xem là biểu tượng của tình cảm thắm thiết mặn nồng, gắn kết no đủ. Vì vậy nhiều người đi mua muối đầu năm với mong muốn gia đình hòa thuận, anh em keo sơn gắn bó. Vị mặn mà của muối như tình cảm thắm thiết mặn nồng mang lại sự đậm đà cho các mối quan hệ gia đình, bạn bè, hàng xóm láng giềng, sự hòa thuận vợ chồng con cái, sự thuận lợi trong các quan hệ làm ăn. Người Việt vốn cần kiệm nên việc mua muối đầu năm còn mang ngụ ý của cha mẹ. Các bậc trưởng bối nhắc nhở hậu bối phải biết tiết kiệm, dành dùm để cuối năm có thể mua vôi, xây nhà, xây cửa. Đặt muối ở đâu để thu hút tài lộc, may mắn? 1. Đặt muối trong góc nhà. Đầu năm mua muối về đặt ở đâu? Sau khi mang muối về nhà, người ta có thể chia ra thành từng nhóm nhỏ, cho vào túi ni lông hay túi vải, phong bao lì xì vừa để đẹp mắt mà lại tiện cất giữ. Sau đó bạn đem đặt muối ở góc nhà hướng tài vị 2022 nếu mong muốn tiền bạc của gia đình dồi dào. Việc đặt muối ở góc nhà có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống, bởi lẽ theo phong thủy, việc này có tác dụng cải thiện số mệnh, xua đuổi vận xui và đem lại may mắn cho gia đình, giúp các thành viên trong nhà có thể tránh được vận xui, tiểu nhân quấy phá, đeo bám. Người làm kinh doanh buôn bán có thể đặt túi muối ở góc quầy hàng để cầu may mắn về tài lộc. Người đi du lịch xa thì đặt túi muối trong vali để thượng lộ bình an. 2. Đặt muối trong ví tiền. Theo quan niệm, vào ngày mùng 1 hàng tháng hoặc mùng 1 đầu năm mới, người ta sẽ đặt một túi muối nhỏ vào trong ví tiền để cả tháng cả năm mặn mà may mắn, tiền bạc dồi dào. Đặc biệt với những người làm ăn kinh doanh thì chuyện này lại càng quan trọng. Không ai chắc chắn được yếu tố tâm linh mà muối mang lại. Song về mặt tâm lý, ai cũng muốn có một tháng và cả một năm may mắn. Đặc biệt là người mệnh mộc cực kỳ hợp đặt muối trong ví tiền, vì muối là tượng trưng cho mệnh kim. Theo quy luật phong thủy thì đây là cách dưỡng mệnh cực kỳ tốt. Bạn có thể lấy tờ giấy bạc gói một ít muối và cho vào bất cứ ngăn nào của ví. Như vậy, bạn đã mang trong mình lá bùa cầu tài cực linh nghiệm rồi đấy. Khi ấy, tiền tài may mắn sẽ tự chui vào ví của bạn. 3. Rắc muối và đặt bát nước muối. Khi năm mới chính thức là lúc các gia đình đổ bỏ hết tà khí của quá khứ để hướng tới hiện tại và tương lai. Trong ngày mùng 1 Tết, gia chủ có thể rắc muối biển ở từng phòng và trước cửa nhà để xua tà khí, đón vận may. Ngoài ra, cầm một nắm muối và ném qua vai trái của mình. Bạn nên nhớ là vai trái, đừng nhầm lẫn vì ném qua vai phải còn mang lại gấp đôi xui xẻo.
Sau khi cả người và nhà đều được thanh lọc sạch sẽ là lúc chuẩn bị bắt nước muối phong thủy để xua tà khí cho suốt cả một năm sau đó. Chuẩn bị bát nước muối. Đầu tiên cho muối vào trong bát hoặc ly thủy tinh chiếm 3/4 bát. Đặt 6 đồng xu xếp theo hình vòng tròn vào bát. Nhớ đặt mặt dương có ký tự khác của xu ngửa lên trên. Cho nước vào và đặt bát lên một miếng vải lót, bởi muối và nước khi kết tinh có thể sẽ phá hủy bề mặt bát. Đặt bát nước muối ở vị trí thích hợp, đặc biệt là đặt ở những nơi có năng lượng không tốt. Bằng cách hấp thụ năng lượng tiêu cực, nước muối cải thiện sự thịnh vượng của ngôi nhà và một số lĩnh vực trong cuộc sống. Trong suốt một năm sau, gia chủ không được che miệng bát và để yên tại cùng một vị trí, không xê dịch hay động chạm. Nếu bị dịch chuyển, năng lượng tiêu cực đã tích tụ sẽ bị tan vỡ. Cho đến tận ngày cuối năm, bạn hãy cho cả bát nước muối đựng xu đó vào túi ni lông và vứt đi. Tuyệt đối không sử dụng lại bất cứ thứ gì của bát nước muối để tránh những điều xui xẻo bám lấy mình và gia đình. Quý vị thân mến, có rất nhiều cách để cải thiện khí vận, thu hút tài lộc và may mắn. Một trong những cách nhiều gia chủ lựa chọn là sử dụng vật phẩm phong thủy. Đặc biệt, vật phẩm phong thủy hút tài lộc được rất nhiều người làm ăn kinh doanh sử dụng. Với họ, ở đây chính là những linh vật giúp họ có được sự thuận lợi, gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống và công việc. Vậy những vật phẩm phổ biến nhất là gì? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. 1. Tỳ hưu phong thủy. Tỳ hưu được biết đến như là linh vật số 1 chủ về tài lộc. Tỳ hưu là con thứ 9 của rồng. Tỳ hưu được dân gian miêu tả là đứa con đẹp nhất của rồng, mặt như kỳ lân, thân phình như gấu, mông to như bò. Khi mới sinh ra, tỳ hưu bị chết, Ngọc Hoàng cảm động nên đưa tỳ hưu về trời làm linh vật canh giữ của cải trong nhân gian. Tỳ hưu có dị tật ở hậu môn nên chỉ có ăn mà không thải ra. Thức ăn của tỳ hưu chủ yếu là châu báu vàng bạc. Tỳ hưu có hai loại, tỳ hưu thiên lộc và tỳ hưu tịch tà. Tỳ hưu thiên lộc chủ về thu hút tài lộc vào nhà, còn tỳ hưu tịch tà là linh vật giúp trừ tà ma, xua đuổi tà khí, khơi thông năng lượng tốt. Bạn có thể đặt tượng tỳ hưu trong nhà để gia tăng vận khí cho gia đình. Đối với tỳ hưu, khi đặt phong thủy trong nhà, cần hướng miệng tỳ hưu ra ngoài để thu hút tài lộc. Bạn cũng có thể đeo trang sức tỳ hưu bên người để luôn được linh vật phù trợ giúp đỡ. Tỳ hưu được coi như vật phẩm phong thủy hút tài lộc bậc nhất với những người làm kinh doanh. 2. Cá chép. Ngoài tỳ hưu và thiềm thừ, cá chép cũng là biểu tượng của sự dư giả sung túc. Trong tiếng Hán, ngư là cá, âm đọc là du, đồng âm với dư trong dư giả. Hình ảnh cá chép khi kết hợp với nhiều biểu tượng khác có thể hiểu là hữu dư, nghĩa là giàu có. Cá sống dưới nước còn có nghĩa là tiền bạc như nước dồi dào, không bao giờ cạn kiệt. Biểu tượng cá chép hoa sen cũng là một hình ảnh về sự dư giả liên tục, thịnh vượng và may mắn. Chính vì vậy, cá chép là biểu tượng của tài lộc dư giả, vận khí may mắn, kiên trì, bền chí. Cá chép vượt vũ môn, linh thiêng cao quý. Treo tranh cá chép trong nhà sẽ giúp thu hút tài lộc vào nhà, chủ về sự giàu sang phú quý. Đeo trang sức có khắc họa cá chép sẽ giúp người đeo thu hút tài lộc phú quý. 3. Thiềm thừ phong thủy. Thiềm thừ được biết đến là linh vật cóc thần tài ba chân, miệng ngậm đồng xu vàng. Trong phong thủy, thiềm thừ là linh vật chủ về thu hút tài lộc,
giữ tài khí, mang nguồn năng lượng vận khí tốt đến cho chủ nhân. Thiềm thừ không có hậu môn và ăn vàng bạc nên giống như tỳ hưu, chỉ có tiền vào mà không có ra. Theo truyền thuyết dân gian, thiềm thừ là linh vật luôn giúp đỡ người nghèo. Khi gặp người có hoàn cảnh khó khăn, thiềm thừ sẽ nhả tiền bạc giúp đỡ họ, nên thiềm thừ được rất nhiều người tôn kính và thờ phụng. Thiềm thừ có cách sử dụng ngược lại so với tỳ hưu. Thiềm thừ là linh vật thiên về giữ tài khí. Do đó, nếu đặt thiềm thừ trong nhà, bạn nên hướng miệng của nó vào trong để tránh thất thoát tài lộc ra ngoài. Nếu đeo trang sức có chạm khắc hình thiềm thừ thì cũng nên đeo sao miệng thiềm thừ hướng vào bản thân gia chủ. 4. Tiền xu ngũ đế. Tiền xu ngũ đế là đồng tiền xu cổ của năm triều đại hưng thịnh nhất nhà Thanh Trung Quốc: Ung Chính, Thuận Trị, Khang Hy, Càn Long, Gia Khánh. Người ta tin rằng những đồng tiền của các triều đại hưng thịnh nhất sẽ có được trường khí mạnh mẽ nhất, nên có thể chứa các nguồn năng lượng thúc đẩy tài vận lên cao nhất. Tiền xu ngũ đế là biểu tượng của tài lộc phú quý, thu hút tài lộc vào nhà. Quý vị thân mến, mẹo phong thủy đời sống sẽ giúp gia chủ hấp thụ năng lượng tốt, mang đến vận may về tiền bạc, sức khỏe và tình duyên. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video. Phú Quý Tài Lộc sẽ giải đáp trong các chương trình kế tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.